ổn lại. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Tuấn Thần Phú Vui Nhộn. Hôm nay Tuấn về vườn cắt bưởi da xanh để đi trồng. Hôm đó mình đã chiết rồi, bây giờ mình đã cắt. Bây giờ mình mời mọi người cùng thấy Tuấn nha, mình cắt nha. Có mười mấy nhánh bự hả, chiếc trồng để cho mấy con nó ăn thôi mọi người. Rồi giờ mình sẽ ôm đi bên kia thằng mình trồng. Đi nha mọi người. Quay thấy ông dắt đi nè. Mình đi dài dài tới đang trồng cho mọi người. Rồi tới đó. Đang lấy cây đào. Bốn. Em đổ xin nha mọi người. Đó. Đổ xin vô cái gì nữa. Chào. Trồng xuống, trồng với sình thì nó không bị mất sức đâu rồi. Đó xin cảm ơn chút.
không? Một cây. Nhiều lắm nha mọi người. Xong một cây nữa. Xong một cây nữa nha mọi người. Chiếc bằng sơ dừa làm như ra rễ không? Để bản thân luôn nè, tính ít rễ luôn nè. Quá thiệt luôn. Nó mà có quay cái clip mà chiếc bự cho mọi người có xem mà. Mấy cây bự cho mấy đứa con mình nó ăn. Sau này có cháu mà nó biết ừ nó cây của ông nội tôi trồng cho nó ăn. Đến bầu hai bầu cuối cùng hả quay.
này cũng dễ tán cư luôn, không hết biết rồi. Dễ dằn lồn luôn. Dễ thằng này trồng chắc cú luôn. Cái bờ mình cao mình không có đắp bầu cao, cao nó bị hốc. Còn ba cây nữa xong rồi mọi người. Có bầu thắng rồi này. Rồi xong bầu nữa. Còn hai bầu thôi. Con này dễ nhóc. Giờ đã sang sông rồi, tiền vui duyên mới riêng anh lẻ loi. Đò ơi sao chẳng chia phôi, từng đêm trong sương lạnh anh khóc tình mình bể dâu. Đã hoàn thành bầu nữa mọi người. Còn cây nữa. Còn đâu vậy? Nha, dễ quá, dễ làm sao. Quá dễ. Không có. Để dừa. Để che.
Đây. Hoàn thành một bao cuối cùng nha mọi người. Bao thứ 10. Mới làm cánh mình làm cái bầu bự lên trước nè. Nè thấp. Đây là cái một cây này nghe mọi người, hai cây, đây là cây thứ ba, đây là cây thứ tư, đây là cây thứ năm, cây này cao nhất, đây là cây thứ sáu nè, đây là cây thứ bảy nè. Cây này cây thứ 8 nè mọi người. Đó, mình trồng này, mọi người, cây thứ 8 nè nghe. Cây này cây thứ 9 nè. Mình trồng 10 cây đúng, mình quay đúng 10 cây cho mọi người xem nè, đó, sao không có cắt, không có gì chứ. Rồi, cây này cây thứ 10 nha mọi người, kết thúc nha. Đó. Mình đã trồng 10 cây bưởi đã da xanh đã xong. Mình cũng rất mong mọi người cũng ủng hộ Tuấn. Bằng cách là chia sẻ, đăng ký kênh, bấm like, nhấn chuông để theo dõi những video mới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.